Chào buổi sáng tất cả các bạn nha. Thì hôm nay mình sẽ đi hớt bọt cà lê nha các bạn. Nếu mà các bạn nào muốn mua cà lê thì hãy liên hệ qua Zalo của mình nha các bạn. Số điện thoại là 0777082821. Một con cá xây, một con cá của mình sẽ bán là 20k nha các bạn. Nếu mà bự hơn thì mình sẽ bán 30k. Rồi, bây giờ thì mình bắt đầu đi kiếm bọt để quay nè các bạn. Mới đi ra ngoài này thì mình đã thấy một cái bọt rồi. Bây giờ mình sẽ quay lại cho các bạn xem nha. Ok, nhớ like, đăng ký kênh, ủng hộ mình nha các bạn. Đây, mới ra đã thấy cái bọt rồi nè các bạn. Đó, nó núp ra trong này nè. Đó, ngon lại gà đào không các bạn. Tốt. Rồi mình xúc coi có cá không. Lại có bọt mà không có cá thì sao. Lại có bọt mà không có cá thì nó kỳ lắm. Ê, trời, con cá kìa. Con cá bự nha các bạn ơi. Quá trời con cá đẹp rồi. Đây nè. Thánh thần ơi. Đây con cá nè các bạn. Quá trời đẹp luôn. Mới ra. Ủa con cá này đã lắm nè các bạn. Mấy con mà cái mình mà cục như vậy là đã dữ lắm. Đây. Rất đẹp luôn nè các bạn. Quá to luôn. Sang này là mình bán là 30k một con nha các bạn. Nếu mà bạn nào mua thì kết bạn Zalo với mình. Mới ra, mới sáng sớm, lượm được một em. Thơm ngon bột ghẻ luôn. Đây. Đã ta. Trời. Ngon luôn các bạn. Vô keo. Vô. Tiếp tục đi kiếm bọt nữa các bạn. Hôm nay mình xúc bọt nha. Đây. Một em đầu tiên. Rất là to luôn nè. Rồi bây giờ mình kiếm bọt mình quay lại tiếp cho các bạn xem nha. Hay đây, mình đã thấy một cái bọt nữa các bạn ơi. Cái bọt này nè, chúng hơi kỹ. Đó các bạn thấy không? Vàng khè luôn. Hay thì đi kiếm cá thiên này rất là khó luôn các bạn. Rất là lâu. Cái bọt này mình kiếm khoảng 20 mấy 30 phút á. Nãy giờ mình lội quá trời luôn mà không có bọt. Thì các bạn nào muốn mua cá thì liên hệ Zalo của mình nha các bạn. Thì có thì mình đây, cá bự các bạn. Mình sẽ gửi cho các bạn nha. Cá để xem trước rồi các bạn mua. Đây, cá rất đẹp luôn. Ra, cá này sẽ to các bạn. Này. Được. Đây này các bạn. Quá là ngon luôn. Lâu lâu có con cá mà cái nào cũng ngon hết. Đây nè các bạn thấy cá đẹp không? Khá là xinh luôn á. Đây các bạn. Cái này thì mình bán là 20 nha các bạn. Hơn 20 để hồi về mình coi lại. Cũng tầm 20 thôi, 20 hai mấy thôi các bạn. Có cá bự hồi sớm thì 30, còn cá bự hơn nữa thì sẽ là 40. Nói chung là mình theo cái size, cái cỡ cá các bạn. Các bạn ở khu vực này có hai bọt luôn các bạn. Bữa đó một bọt nhỏ, bên đây một bọt bự. Bây giờ mình ưu tiên mình xúc bọt bự nha các bạn. Thật sự là không thể lựa chọn hai bên được. Tại nó quá gần nhau rồi. Đây, vô được một em các bạn. Cá này thì size nhỏ, size nhỏ nhỏ. Đây này các bạn, kế bên mà cũng size to chứ. Khủng hoảng tinh thần tôi luôn á kìa. Chút đại ở dính này sao. Size to thiệt. Bây giờ các bạn, đây mình vừa được một em đó các bạn. Em này khá là đen luôn á. Em này xây nhỏ nha các bạn. Có cá mái nữa nè. Cá mái này nó quá nhỏ. Mình không bắt cá mái nha các bạn. Nhỏ quá. Đây. Mình bị các bạn biết mình xúc ở đâu không? Đây. Mình xúc đại dưới đây nè các bạn. Xúc gì nè. Ở chỗ này là một cái đường nước các bạn.
cái đường nước bự đó. Cái này là mình tích đại nghe bạn, chứ nó không có bọt quyết gì hết á. Đấy các bạn, mới vô trong tay xúc được một em cá khá là to luôn các bạn, khá là ngon luôn. Mình tưởng là trong đây không có cá các bạn, xúc thử ai ngờ vô mánh các bạn ơi. Đây nè, được mấy xúc đây nè các bạn. Thấy gì mà được nha, xúc bên đây thật là thôi, sẵn nó có cá rồi nè, nước con như đây các bạn. Đây nè, này xúc ở đây nè. Xúc đây cái vô mánh một em. Vô mánh thì làm tiếp. Cái đâu vô mánh nữa hay sao? Không vô mánh này. Con này cạn quá. Đây nó có bọt ha. Ôi có bọt luôn. Có bọt luôn hay gì nè. Ôi có bọt các bạn ơi. Có cá bự luôn. Mình đạp mình thấy có bọt ra luôn các bạn. Có cá máy luôn kìa. Ê mình bắt cá máy này được nè các bạn. Cá máy này chắc nó đang ép á. Đây con cá máy này các bạn, nhìn cá trống nè, ngon lành. Mình thấy cái bụng nó còn trứng hay gì kìa. Được nha các bạn. Đây bắt con cá máy này về luôn. Để coi mình ép được không. Mình ép được thì mình sẽ ép luôn nha các bạn. Không biết nó còn trứng không nữa. Vì coi kỹ là mới biết ha. Mình đạp nó cái mình thấy có cái bọt chui ra liền các bạn. Mình thấy có cái bọt cái mình dậm miết luôn. Dậm miết theo cái bọt. Ồ bên kia có cái bọt nó gì kìa. Ê bên đây có cái bọt bên đó nó gì kìa bạn. Có một chỗ một chỗ đây có hai con sao. Cái con một. Mình làm hai cái bọt. Con một làm hai bọt các bạn. Gì là được gì là quá ok rồi. Bây giờ đi ra ngoài kia mệt mỏi luôn á mà không thấy cái gì hết. Giờ đây mới xúc thử. Ôi vô cá nữa nè. Trời cá bự luôn các bạn. Ngon nha. Ai xúc gì là ngon đó, đó. Bữa nay ngon rồi, bữa nay vô mánh rồi các bạn ơi. Cá bự bự không à. Nè. Vô mánh không các bạn. Ngon nha, ngon nha. Ngon nha mọi người ơi. Đây, thấy trong đây có cái giống như kia. Giống như nó làm bọt. Giờ dở gương lại có cá bự rồi sao. Ê, có cá luôn nè. Mà cá nhỏ à. Cá nhỏ các bạn, muốn thả bọt. Sao đây, dưới đây nó hơi sâu. Có cá không? Không có cá ta. Chỗ này nó hơi sâu không? Chó nó sủa. Con chó nó sủa wow. Trời, chỗ này gì mà không có cá ta. Đây quá trời nước. Ê, trong đó có cái bọt cái gì kìa. Phải không? Ơi có bọt các bạn ơi. Đây nè. Nè các bạn thấy bọt không các bạn? Đó. Có bọt. Có bọt là ngon rồi. Có bọt là ngon rồi. Có bọt là có cá. Ui có cá các bạn ơi. Cá bự luôn. Cá bự luôn các bạn. Trời bữa nay cá bự bự không ta? Đây nè. Cá chập bá luôn nè.
nè các bạn. Bữa nay cá bự bự không à? Thơm ngon mà bạn nha, luôn rồi đó nha. Mấy con cá bự bự đó là mình bán 30k một con đó nha các bạn. Bạn nào có nhu cầu thì inbox mình nha. Mấy con cá vừa vừa thì 20. Ôi có bọt là có cá các bạn ơi. Cho khúc này mình xúc, hồi đợt trước là xúc không có cá, mà bây giờ có bọt là có cá à. Ui trời, té luôn. Ui có cá nữa nè. Mình là cá máy. Bắt cá máy giờ luôn các bạn. Lỡ có cái nào mình ép được rồi sao? Nó có trứng là mình ép được các bạn. Ui xời. Đây cá máy. Bữa hôm mình bắt được cá máy bự mà đông á, nó về nhà nó nhảy mất tiêu rồi. Để trong cái thùng á các bạn. Mình để trong thùng cho nó quen á. Mà về nhà nó nhảy mất tiêu các bạn. Đây mình đạp cái này lại các bạn. Trời trời con cá chào bá luôn nè. Quá trời con cá rồi. Cá bự chào bá luôn các bạn. Không. Không nó cũng không bự gì mấy. Nó cũng thằng gì dạng bự mà nó cũng không bự mấy các bạn. Mình thấy cái bóng nó tà, mình thấy nó bự dữ lắm. Cái này là cá màng đỏ nha các bạn. Ngon lạnh luôn. Đây. Hôm nay nè các bạn, thành quả. Vô đây sao mà chúng mánh dữ vậy không biết. Như là nước nó dồn xuống đây hết đó các bạn. Chút gì mà cũng có cá vô. Ngon lành thì chứ. Chỗ nào có nước mình dọn ra mình xúc các bạn. Chỗ nào có nước mình dọn ra mình xúc. Ê, trong đó có cái bọt nè. Trong đó có cái bọt nè các bạn. Nè. Có bọt mà mắc tiêu con cá nó mắc cười lắm. Ui có cá luôn các bạn ơi. Tưởng là mắc tiêu con cá chứ. Đây. Cá bữa nay to to không à. Cá bữa nay to to đẹp đẹp không à. Này các bạn. Ngon lạnh luôn á. Bữa nay cá to to đẹp đẹp không các bạn. Thôi bữa nay là có cá ship cho các bạn rồi đó. Cứ inbox cho mình nha các bạn. Số điện thoại Zalo là 0770282821 nha các bạn. Nhớ like đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Để cho mình có thêm nhiều động lực để làm ra những cái video hay thì gửi đến cho tất cả các bạn nha. Trời, gì mà không có nữa nè. Cái này cá máy hả ta? Cá máy các bạn ơi, cá máy bự luôn nè. Cá máy bự luôn các bạn. Đây, đây một con cá máy bự nữa các bạn. Nhảy lung ta lung tung hết. Đây, còn cá máy bự nha các bạn. Cá máy cái trống ta. Thì giống cái trống đó ta. Đây giờ mình kiểm tra lại coi. Cái màu nó quá trời nhạt mà. Đây, bây giờ mình xúc được cũng khá là nhiều các bạn. Thì mình xin kết thúc video nha các bạn. Thì các bạn nào mà thấy clip của mình hay, hãy cho mình xin một like và đăng ký kênh nha các bạn. Bây giờ là khá là trưa, mình xúc nãy giờ 2-3 tiếng đồng hồ đó các bạn. Được bao nhiêu cá đây. Hôm nay là thu hoạch cũng khá là ok luôn á. Cá bự bự không à. Nếu bạn nào muốn mua cá thì hãy kết bạn Zalo với mình nha. Số điện thoại mình xin nhắc lại là 0770782821 nha các bạn. Ok. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip sau nha.